Thanh Hoàng kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Nghe mới, kính chúc quý vị mình khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, bà Trương Mỹ Lan bất ngờ phản cung về việc nắm giữ cổ phần ở Ngân hàng SCB. Trong phiên xét xử vụ án, Vạn Thịnh Phát ngày 11 tháng 3, bà Trương Mỹ Lan đã phủ nhận lời khai trước đó với cơ quan An ninh điều tra về việc thâu tóm Ngân hàng SCB với 91,5% cổ phần nắm giữ. Theo có trạng từ năm 2011, bà Trương Mỹ Lan đã thâu tóm ngân hàng tư nhân ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn cũ, ngân hàng đệ nhất ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam tín nghĩa để hợp nhất thành ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB. Thời điểm làm việc với cơ quan điều tra thì bà Trương Mỹ Lan đã khai nhận để sắp nhập thành công ba ngân hàng nói trên, bà Lan phải sở hữu ít nhất là 65% cổ phần trở lên để có cổ đông khác để mà không chống đối việc hợp nhất này. Để thực hiện việc này thì bà trương mỹ lan đã thu gom cổ phần ngân hàng đệ nhất và nhờ người thân, người quen đứng tên trong năm 2011 theo hồ sơ của cơ quan điều tra. Kết luận điều tra nêu ở thời điểm ngày 1 tháng 1 năm 2012 khi mà ba ngân hàng hợp nhất bà lan thông qua 74 pháp nhân cá nhân 5% cổ phần của SCB, đồng thời là người nắm toàn bộ quyền lực chi phối SCB sau khi hợp nhất. Có trạng xác định tới thời điểm bị bắt vào tháng 10 năm 2022, bà Trương Mỹ Lan nắm giữ trên 91,5% cổ phần của SCB. Tuy nhiên, trong phiên xét xử sáng hôm 11 tháng 3 thì bà Lan lại phản cung và nói rằng chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần tôi tại SCB là 91%. Khi bà Trương Mỹ Lan lên bục khai báo sáng hôm qua, hội đồng xét xử nêu nội dung dù không giữ chức vụ gì trong SCB nhưng bị cáo nắm 85 đến 91,5% cổ phần của ngân hàng. Bà Trương Mỹ Lan đã phủ nhận điều này và nêu rằng phần tự khai cũng không đúng sự thật bị cáo và gia đình nắm dưới 15%, 30% là cổ đông nước ngoài, khoảng 30% là nhờ bạn bè đứng tên dùm và chưa bao giờ tôi xác nhận cổ phần tại SCB là 91%. Bạn tự khai có phần đúng, có phần chưa chính xác, cựu chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát nói. Hội đồng xét xử chất vấn bị cáo giải thích gì về việc tất cả người nắm cổ phần pháp lý đều xác nhận cổ phần đứng tên Trương Mỹ Lan. Bà Lan khai, lúc hợp nhất thì họ chỉ biết bị cáo đứng tên giúp SCB và những người đứng tên dùm họ không biết mặt tôi và họ khó khăn không có việc làm nên được tạ chiêu chung nhờ đứng giúp bà Lan nói và lý giải của phần này là của bạn bè bà nhờ đứng dùm bà Lan trình bày khi mới bị bắt cơ quan điều tra hỏi bà có nhớ những cổ đông nước ngoài đứng tên dùm không bà Lan nói không thể nhớ nổi và những người đứng tên dùm chỉ muốn giúp cho SCB bà Lan nói. Về chi tiết trong cáo trạng thể hiện bị cáo Lan nắm giữ 91,5% cổ phần SCB, bà Lan nói không đúng, bà chỉ nói là chỉ nắm 4,9% cổ phần, hai con gái 10%, bạn bè ở nước ngoài 30%, bạn bè ở Việt Nam 35%. Chủ tọa nói cáo trạng không xác định bị cáo khai nhận mình có 91% cổ phần SCB, mà cáo trạng nêu rằng từ nhiều nguồn chứng cứ khác thể hiện bị cáo nắm giữ từ 81 đến 91,5%, trong đó bị cáo chỉ có 4,9%, số còn lại là người thân, bạn bè đứng tên và những người đứng tên này đều uh, giải thích đứng dùm cho Trương Mỹ Lan tiền của Trương Mỹ Lan. Bà Lan giải thích về phần cổ phần là không đúng và không biết có lời khai nào của bị cáo để cho cơ quan điều tra hiểu lầm hay không. Chưa bao giờ tại cơ quan điều tra bị cáo xác nhận rằng bị cáo có 91,5%, bà Lan khẳng định. Chưa hết, về việc sắp nhập ba ngân hàng thành SCB, bà Lan nói rằng bà được một số lãnh đạo ngân hàng nhà nước động viên nhờ đích danh bà đứng ra giúp đỡ bằng mọi giá phải kêu gọi trực tiếp và tiếp tục hợp nhất vì bà có tiếng nói có uy tín. Tiếp theo thì ngân hàng nhà nước nhờ tôi phải đi kêu gọi bạn bè đầu tư để làm sao mà phải nắm giữ được số cổ phần trên 65% và nhóm này góp tiếng nói cùng bị cáo để hợp nhất thành công. Lúc đầu thì tôi từ chối nhiều lần vì tôi không có nghiệp vụ ngân hàng và các anh ở ngân hàng nhà nước đã chấn an tôi rằng vì tôi có tiếng nói uy tín của các cổ đông. Vị trí của tôi chỉ là giúp giải quyết tài sản chứ không có điều hành và nếu như tôi như cáo trạng đã nói thì không thể ngày hôm nay tất cả tài sản của tôi đều nằm ở SCB của cả gia tộc nợ nần bà Lan Khai. Trong quá trình xét xử thì bà Trương Mỹ Lan lên tiếng xin hội đồng xét xử không dùng từ thâu tóm khi nói về hành vi của bà tại ngân hàng SCB vì mỗi lần nghe tôi xót xa về cáo buộc đưa người thân tín vào scb nắm giữ các chức vụ quan trọng bà lan khẳng định những người ở scb không phải là người thân tín tất cả người ở scb đều không phải là người thân tín của tôi và nếu như thân tín của tôi thì không thể làm mấy tháng một năm rồi nghỉ kể cả bà nguyễn thị thu sương lê khánh hiền võ tấn hoàng văn Võ Tấn Hoàng Văn là tổng giám đốc một năm gặp tôi và không được bao nhiêu lần. Và một tổng giám đốc SCB tại sao không dám nói sự thật? Bà Lan nói. Trong vụ vạn thịnh phát thì ông Võ Tấn Hoàng Văn, cựu giám đốc của SCB là người bị cáo buộc đưa hối lộ số tiền 5,2 triệu đô la cho cựu cục trưởng Đỗ Thị Thanh Nhàn và trưởng đoàn thanh tra thuộc Ngân hàng Nhà nước. Ông Văn cũng là người tố giác hành vi nhận hối lộ của bà Nhan. Đối với việc chi tiêu tiền của bà Nhan do ông Văn thực hiện, bà Trương Mỹ Lan không thừa nhận mình đã chỉ đạo. Bà Nguyễn Thị Thu Sương là người đang bỏ trốn, bị truy nã và bị xét xử vắng mặt. Bà là cựu chủ tịch hội đồng quản trị SCB và từng làm việc cho uh, bà Trương Mỹ Lan vào năm 2008. Giai đoạn đó thì bà là trợ lý ban tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư Vạn Thịnh Phát. Ngày 11 tháng 3, phiên tòa Vạn Thịnh Phát đã đến phần xét hỏi bà Trương Mỹ Lan và ông Nguyễn Cao Trí, chủ tịch tập đoàn Capella, hai bị cáo cuối cùng trong số 79 bị cáo có mặt tại tòa. Bà Trương Mỹ Lan bị xét xử ba tội đó là tham mô tài sản, đưa hối lộ và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của tổ chức tín dụng. Riêng ông Nguyễn Cao Trí, chủ tịch công ty Capella, bị cáo buộc về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Ông là người duy nhất trong phiên tòa không bị cáo buộc là đồng phạm với Trương Mỹ Lan. Ngược lại, bà Lan, người bị hại do ông Trí lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 40 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.000 tỷ đồng. Theo có trạng, thời điểm sau khi bà Lan bị bắt giam, ông Chí đã chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng đã ký trước đó. Mục đích làm việc này của ông Chí là nhằm xóa bỏ quyền sở hữu tại công ty Văn Lang của bà Lan để chiếm đoạt tiền. Có trạng nêu. Trước tòa sáng hôm qua thì ông Chí thừa nhận hành vi chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng. Tội danh thì bị cáo không ý kiến nhưng bối cảnh thì bị cáo nói thêm. Bị cáo suy nghĩ cho chị Lan rằng với tư cách là doanh nhân, chị muốn công khai quan hệ thế nào với bị cáo. Sau suy nghĩ, bị cáo thấy hành vi không có đúng và gia đình đã nộp tiền mặt 700 tỷ, phong tỏa tài sản 300 tỷ. Tại phiên tòa thì bị cáo mong tiếp tục nộp toàn bộ số tiền mặt vì tài khoản bị cáo đủ số tiền, ông Chí nói. Ngoài ra thì Nguyễn Cao Chí nói hiện có 4 năm doanh nghiệp chiếm dụng và nợ ông khoảng 1.500 tỷ đồng ông mong cơ quan điều tra và tòa giúp thu hồi để khắc phục nhanh hậu quả vụ án và xin được nhận lượng khoan hồng của pháp luật với tư cách là bị hại bà Trương Mỹ Lan cho biết quan hệ giữa bà và ông chí là chị em bạn bè và đã lên tiếng xin giảm nhẹ hình phạt Chồng chí Bà Trương Mỹ Lan và tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị cáo buộc đã rút của ngân hàng SCB số tiền là 1 triệu tỷ đồng trong khoảng thời gian 10 năm từ 2012 đến năm 2022 qua 2.572 khoản vay.

con số 677.286 tỷ đồng được chia làm hai giai đoạn. Từ năm 2012 đến 2017 là 132.247 tỷ, à, 68.305 tỷ là nợ gốc và 63.942 tỷ là lãi. Từ năm 2018 đến năm 2022 là 545.039 tỷ, 415.666 tỷ là nợ gốc và 1. 129.373 tỷ là tiền lãi. Sau khi trừ đi các tài sản đảm bảo Bà Lan và Cộng sự bị cáo buộc gây thiệt hại hơn 498.000 tỷ đồng, 20 tỷ đô la Mỹ. Và đây là số thiệt hại lớn nhất từ trước đến nay trong một vụ án. Trong số 86 người bị truy tố, chỉ có 79 người có mặt tại phiên tòa, 5 bị cáo khác đang bị truy nã và buộc trốn và hai người còn lại có đơn xin xét xử vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo. Các bị cáo trên bị xét xử 8 tội danh gồm có tham mô tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động tổ chức tín dụng, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Năm người trốn truy nã đều là cựu lãnh đạo cán bộ của ngân hàng SCB, Đinh Văn Thành và Nguyễn Thị Thu Sương cùng là cựu chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Trầm Thích Tôn thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB, Chiêm Minh Dũng cựu phó tổng giám đốc ngân hàng SCB và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu phó giám đốc ngân hàng SCB chi nhánh Biên Thành. Còn theo báo bức thì phiên tòa vạn Thịnh Phát tấu hài trên những xác người. Vụ án Vạn Thịnh Phát đang được xét xử không chỉ chiếm kỷ lục về số tiền tham nhũng, chiếm đoạt, đưa hối lộ và số lượng bị cáo luật sư người bị hại mà còn chiếm tỷ lục kỷ lục về con số bị cáo. Người có liên quan đã đột tử rất là bí ẩn và ước tính có ít nhất là 6 người đột tử, trong đó có 3 quan chức cấp cao. Kỳ lạ hơn là sự khuất tất không thống nhất của cơ quan tố tụng và các bị cáo. Các thời điểm này lại có liên quan mật thiết đến các ca đột tử. Ngay khi vụ án khởi tố đã liên tiếp xảy ra 3 vụ đột tử bí ẩn. Đầu tiên ngày 7 tháng 10 năm 2023, đó là ông Nguyễn Tiến Thành, chủ tịch chứng khoán Tân Việt, thành viên hội đồng quản trị độc lập của ngân hàng SCB bị đột quỵ theo cáo phó của gia đình. Theo hồ sơ vụ án thì ông Thành chết ngay trước khi bà Trương Mỹ Lan bị tống giam. Tiếp đến đó là Nguyễn Phương Hồng, bị can được thông báo đã bị bắt cùng với doanh nhân Trương Mỹ Lan cùng ngày, bất ngờ qua đời vào 3 ngày sau đó. Bà Hồng được giới thiệu là trợ lý công ty cổ phần tập đoàn Vạn Thịnh Phát, nhưng đồng thời cũng là thành viên hội đồng quản trị ngân hàng SCB. Ông Nguyễn Ngọc Dương, giám đốc công ty Sài Gòn Peninsula, kiêm cựu tổng giám đốc công ty Vạn Phát Hưng, cũng đột ngột qua đời vào ngày 14 tháng 10 năm 2022. Cả ba cái chết này đều không được cơ quan điều tra thông tin lý giải và báo chí trong nước hầu như là im lặng và hiếm hoi có báo đưa tin online nhưng chỉ vài giờ sau đã bị bay màu. Tường thuật phiên tòa xét xử đại án Vạn Định Phát hôm 5 tháng 3 thì toàn bộ báo chí trong nước thông tin về một tình tiết quan trọng bất ngờ ba bị cáo Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Nguyễn Cao Trí, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Capella Holdings, Chu Lập Cơ là chồng của Trương Mỹ Lan, đồng loạt khai thời điểm bị bắt khác với hồ sơ của vụ án. May mắn là chúng tôi đã có thông tin chi tiết về sự kiện này và cụ thể khi mà được chủ tọa phiên tòa hỏi về thời gian bị bắt giữ, bà Trương Mỹ Lan khai rằng bị cáo bị bắt vào 8 giờ đêm ngày 6 tháng 10 năm 2022 tại ngoài đường. Sau khi nghe lời khai của bà Lan, chủ tọa hỏi rằng bà Lan bị bắt ngày 6 tháng 10 nhưng thực hiện tố tụng là ngày 8 tháng 10 phải không? Thì bà Lan vẫn khẳng định mình bị bắt 6 tháng 10. Lúc này chủ tòa đã yêu cầu viện kiểm sát xem lại rõ ngày giờ vì cáo trạng ghi ngày bắt giữ của bà Lan là ngày 8 tháng 10 năm 2022. Hình ảnh bà Trương Mỹ Lan bị bắt với chiếc áo hoa, tóc còn quấn lô cũng được công an tung ra hôm 8 tháng 10. Hóa ra là màn diễn cố ý che đậy sự thật là ngày bắt bà này ở ngoài đường. Việc bắt giữ doanh nhân Nguyễn Cao Trí cũng có nhiều bí ẩn. Tại tòa thì ông Chí khai bị bắt hôm 15 tháng 1 năm 2023, nhưng tới tận tháng 8 năm 2023 thì bộ công an mới thông báo là đã khởi tố bắt tạm giam ông này từ 15 tháng 1 năm 2023, tức là suốt khoảng một thời gian hơn nửa năm không có thông tin gì về ông, mãi tới khi bộ công an thông báo thì dư luận mới biết là ông Trí đã bị bắt. Tại tòa, Chu Lập Cơ nói ông bị bắt hôm 1 tháng 11 năm 2022 và hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam công an tỉnh Hà Nam. Trong khi đó, thì báo chí trong nước lần đầu tiên đề cập tới thông tin chùm tài phiệt Hồng Kông bị bắt giữ là vào tháng 11 năm 2023. Theo sau thông báo của công an trong cùng tháng, Đối chiếu với lời khai của Trương Mỹ Lan, ông Nguyễn Tiến Thành, Chủ tịch chứng khoán Tân Việt, thành viên hội đồng quản trị, độc lập của ngân hàng SCB đã chết bí ẩn một ngày sau khi bà bị bắt. Với vai trò quan trọng mật thiết của cả hai pháp nhân đều là mối của vụ án là Chứng khoán Tân Việt, lần uh, SCB, liệu ông Nguyễn Tấn Thành có thể tại ngoại khi bà Lan bị bắt hay là không? Ông Thành thật sự đã chết ở đâu, vì sao ông chết và ông đã tiết lộ được những gì trước khi chết? Vì sao cơ quan tố tụng đã có độ trễ 2 ngày khi mà xác định thời điểm khởi tố bắt tạm giam bà Trương Mỹ Lan? Những câu hỏi tương tự cũng có thể đặt ra với Nguyễn Phương Hồng và ông Nguyễn Ngọc Dương, đặc biệt là Nguyễn Phương Hồng chết trong thời điểm đang bị tạm giam trong vụ trọng án thì càng khó hiểu hơn. Câu hỏi ở trên không có lời đáp từ các cơ quan tố tụng, nhưng nếu như ai cũng biết những yếu nhân ấy là mắt xích là nguồn thông tin quan trọng nhất và họ đột tử sẽ mang theo rất nhiều tình tiết sự kiện về việc làm sự hiểu biết và những mối quan hệ của họ xuống dưới mồ sâu không dừng lại ở đó trong khoảng thời gian khởi tố bắt giam Nguyễn Cao Chí nhưng không công bố 15 tháng 1 năm 2023 đến ngày Đến tháng 8 năm 2023, đã xảy ra thêm vụ đột tử của một quan chức tầm cỡ gây xôn xao dư luận, không chỉ báo chí trong nước mà báo Nga cũng thông tin về sự thật này một cách rất là ý nhị. Về thăm nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Minh đột tử. Sputnik News, một tờ báo online của Nga dẫn thông tin báo chí trong nước cho biết Sáng ngày 4 tháng 3, ông Trần Văn Minh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ đột ngột qua đời tại thành phố Hồ Chí Minh ở độ tuổi 56. Thông tin ban đầu thì ông Minh bị ngưng tim, ngưng thở tại nhà và được các bác sĩ bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu trong 3 giờ liên tục nhưng không qua khỏi. Ông được giao nhiệm vụ giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện những Chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa xã hội, công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo khu vực 2, gồm có 18 tỉnh, miền Trung và Tây Nguyên. Mã xã hội dẫn thông tin nội bộ thông tin khác hoàn toàn. Ông Trần Văn Minh đã treo cổ tự tử tại nhà riêng vào à, dạng sáng ngày 4 tháng 3 năm 2023. Gia đình phát hiện nên đã cắt dây hô hấp nhân tạo và gọi điện thoại cho Bệnh viện Nguyễn Tri Phương khi mà xe cấp cứu đến nơi bác sĩ xác định ông minh đã chết trạng thái ngừng tim ngừng thở nhưng chiều theo ý của gia đình thì vẫn đưa vào bệnh viện để còn nước còn tát hiện nay thì cơ quan điều tra công an đang vào cuộc và theo hướng bịt miệng và dẫn dắt dư luận đi theo thông tin chính thống của đảng là ông Trần Văn Minh tử vong do đột quỵ vì bệnh lý tuy nhiên Thông tin dò dỉ cho hay ông Minh đã nhận hàng chục tỷ đồng từ tập đoàn Vạn Thịnh Phát và các quan chức của các tỉnh thành. Vụ việc đang bị các cơ quan nội chính của đảng soi kỹ nên ông Minh bị dồn đến đường cùng. Ông Trần Văn Minh cùng với Nguyễn Văn Hùng đều là nhóm theo phò cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trước đó thì chiều ngày 21 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương cũng đã nhảy lầu tự tử tử vong tại chỗ cái chết của ông Hùng cũng được cho là bị các đồng chí của ông ta bức tử vì liên đới đến tập đoàn Vạn Thịnh Phát chức trách phó tổng thanh tra chính phủ phụ trách tây nguyên miền trung của Trần Văn Minh trong giai đoạn 2019 đến 2023 Rõ ràng có liên quan đến sai phạm và việc kết luận điều tra và sửa đổi kết luận thanh tra dự án Đại Ninh. Qua dự án này thì Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc đã chiếm đoạt tài sản của Trương Mỹ Lan lên tới 1.000 tỷ đồng. Lùm xùm ở dự án Đại Ninh thì kéo theo Bí Thư, Chủ tịch và hàng loạt quan chức tỉnh Lâm Đồng bị khởi tố bắt tạm giam. Sai phạm của thanh tra chính phủ đã bị đại biểu Lê Thanh Vân chất vấn rất căng thẳng và tranh luận tại hội trường quốc hội. Theo đại biểu Lê Thanh Vân trong vụ án liên quan đến dự án Đại Ninh, tổ công tác của thanh tra chính phủ đã thay đổi kết luận thanh tra từ kết luận dự án sai pháp luật và yêu cầu thu hồi dự án chuyển sang giãn tiến độ, điều chỉnh dự án gia hạn cho nhà đầu tư là trái pháp luật hoàn toàn. Trả lời tranh luận của đại biểu Lê Thanh Vân, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong, đã đá quả bóng lên trên và ông phong giải thích rằng quyết định thành lập tổ công tác liên quan đến dự án đại ninh thực hiện theo đúng luật tổ chức chính phủ quy chế làm việc của chính phủ trước khi mà ban hành kết luận thanh tra thanh tra chính phủ đã báo cáo với thủ tướng và thông thường thì phó thủ tướng chính phủ sẽ họp với các bộ ngành đồng ý với dự thảo kết luận thanh tra thì thanh tra chính phủ mới tiến hành ban hành kết luận thanh tra với dự án Đại Ninh thì thanh tra chính phủ đã báo cáo kết quả và ra soát và được chính phủ phó thủ tướng phụ trách đồng ý cho điều chỉnh thì mới tiến hành. Vì lý do gì mà trên cơ sở nào phó thủ tướng thường trực thời điểm ấy đó là Trương Hòa Bình lại cho phép thanh tra chính phủ ra quyết định trái pháp luật hoàn toàn như vậy. Ông Minh có tử vong vì nhận hối lộ của Vạn Thịnh Phát hay không vẫn còn là một bí ẩn và những ai nữa có liên quan đến ông Minh và Vạn Thịnh Phát cũng là bí mật chôn theo nấm mộ của ông. Theo hồ sơ của vụ án thì sai phạm của Vạn Thịnh Phát đã bắt đầu 2012 và đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 nhóm khách hàng của bà Trương Mỹ Lan còn 1.284 khoản vay với tổng dư nợ là 677.286 tỷ đồng, gồm có rất nhiều nợ gốc và lãi. Nhiều người thắc mắc vì sao Công an Việt Nam lại tài ba lỗi lạc đến mức độ mà Đảng Quang Vinh buôn năm sáng suốt lãnh đạo toàn diện lại để cho một bà bán vải chưa qua trung cấp chính trị rút ruột quốc gia số tiền khổng lồ đến như vậy trong vòng suốt 10 năm trời. Đáng nói hơn là có cơ hội 10/10 10, một sự kiện chấn động xảy ra từ năm 2014, tố cáo đích danh trương mỹ lan vạn thịnh phát nếu như mà xử lý ngay thẳng vụ việc từ thời điểm ấy thì mức độ thiệt hại sẽ thấp hơn rất là nhiều nhưng đảng pháp luật tự bịt mắt của mình bịt miệng của dân để cho trương mỹ lan tự tung tự tác và trở thành uh, tác quái trước và Đưa cái sai phạm cũng như là số tiền chiếm được cấp lên con số nhân Không phải tiếng đồn, không phải dư luận của bọn xấu Mà là của một sự kiện pháp lý, một bán án hạt hoi Và chiều 8 tháng 1 năm 2014, Tòa án nhân dân Hà Nội đã tuyên án nguyên Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Dương Tự Trọng và 6 bị cáo trong vụ án tổ chức cho Trương Trí Dũng trốn ra nước ngoài trong bản án này, hội đồng xét xử đã kiến nghị Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội yêu cầu đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao điều tra hành vi nhận 500.000 đô la Mỹ và 20 tỷ đồng của một cán bộ cấp cao để thực hiện dự án chuyển đổi công năng cảng Sài Gòn của công ty Vạn Thịnh Phát. Kiến nghị này xuất phát từ lời khai tại tòa của Dương Trí Dũng. Vấn đề của nó là khi mà uh, anh Ngọ nhận số tiền là 500.000 đô la thì còn khoản nữa liên quan đến việc đầu tư làm ăn nên tôi và bà Lan còn đưa cho anh Ngọ 1 triệu đô la Mỹ. Hôm đưa tiền, tôi gọi anh Ngọ, anh nói 5 giờ đến nhà và tôi mang túi vào phòng anh rồi để luôn hai túi ở phía bên trong nhà. Anh Ngọ ở đây là Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Hơn một tháng sau ngày 18 tháng 2, Thượng tướng Phạm Ký Ngọ được thông báo là đã chết vì bệnh ung thư gan. Báo chí thời điểm ấy bình luận rằng sẽ còn nhiều điều bàn luận về sự ra đi của ông. Nhưng có một điều chắc chắn rằng những bí mật giữa ông Dương Trí Dũng dù có bất cứ mức độ nào thì cũng sẽ còn là bí mật. Bởi còn ai nữa mà hỏi, còn ai nữa mà đối chất, còn ai nữa để mà xác minh điều tra. Phạm Quý Ngọ chết nhưng Trương Mỹ Lan thì còn sờ sờ ra đó. Sai phạm từ năm 2012 đến 2014 của Vạn, Vạn Thịnh Phát chưa phải là núi như hiện nay nhưng cũng thành đổi. Tinh thần cảnh giác của công an có thừa để phát hiện ngăn chặn nếu như thực tâm làm rõ lời khai của Dương Trí Dũng. Nhưng vụ việc thì vẫn được khép lại. Báo chí đăng thông tin về lời khai này bị áp lực rút bài. Kiến nghị này chìm vào quyền lãng. Từ cái chết của Phạm Quý Ngọ đến hàng loạt cái chết bí ẩn mới đây cho thấy phiên tòa Vạn Thịnh Phát vẫn làm vợ tấu hài trên xương máu của người dân và vận mệnh của dân tộc. Chùm vai, chùm đầu, chùm cuối của vụ án vẫn đang ngồi yên để mà hưởng lộc. Xin thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi